Hoàng gia Anh đang chuẩn bị cho sự đổi ngôi sắp tới, nhân vật chính đúng như dự đoán của nhiều người. Von Hudeck xin chào mừng quý vị và các bạn. Theo một nguồn tin thân cận hoàng gia, nữ hoàng Anh 93 tuổi và thái tử Shark 72 tuổi sẽ tạm thời dừng các nhiệm vụ hoàng gia để thực hiện việc cách ly trị vì. Và không ai khác, công tước xứ Cambridge chính là người sẽ đảm nhiệm vai trò chính trong thời gian sắp tới của hoàng gia Anh. Hoàng tử William là người đứng thứ hai trong danh sách thừa kế ngai vàng và được người hâm mộ hoàng gia trông chờ sẽ là người kế nhiệm tiếp theo của nữ hoàng Anh. Trong khi đó, hoàng tử Harry sắp rời khỏi hoàng gia Anh vào cuối tháng 3 này, nên chắc chắn những trọng trách nặng nề sẽ được gánh trên vai của công tước xứ Cambridge. Vào ngày 17 tháng 3, cung điện hoàng gia đã công bố lịch trình mới của nữ hoàng Anh với một số thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Những buổi hội kiến tại cung điện Buckingham trong tuần này vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch, bao gồm hội kiến ngài thủ tướng và một giám mục. Nữ hoàng Anh sẽ chuyển đến lâu đài Windsor để chuẩn bị cho lễ phục sinh vào ngày 19 tháng 3, sớm hơn một tuần so với dự định. Có khả năng nữ hoàng sẽ ở đây qua lễ phục sinh như là một biện pháp phòng dịch. Chị Vi, theo ý kiến từ chính phủ, một số sự kiện công cộng với số lượng lớn người tham dự có mặt của nữ hoàng Anh và các thành viên khác của hoàng gia trong những tháng tới sẽ bị hủy hoặc hoãn lại. Ba bữa tiệc vườn do nữ hoàng Anh chủ trì thường được tổ chức tại cung điện Buckingham vào tháng 5 sẽ không diễn ra. Những vị khách đã được mời đến các bữa tiệc vườn này sẽ được mời tham dự vào năm 2021. Những buổi lễ phong tước sẽ được sắp xếp lại lịch để tổ chức vào ngày khác. Trong khi đó, cặp đôi Harry Meghan vừa kịp lúc trở về Canada trước khi thủ tướng nước này ban hành lệnh phong tỏa. Cặp đôi luôn mong muốn tạo ra cuộc sống của riêng họ, nhà Sussex cảm thấy như đó là một sự giải thoát vô cùng ý nghĩa của họ để rời khỏi Anh, đi trên con đường riêng, một nguồn tin cho hay. Vợ chồng Harry Meghan hiện đang cư trú trong một biệt thự ven biển trị giá 11 triệu bảng trên đảo Vancouver. Meghan không hề cảm thấy hối tiếc và cô nói rằng cặp đôi đã trút được gánh nặng khổng lồ trên vai. Hiện nhà Sussex tạm thời nghỉ ngơi, ổn định cuộc sống mới ở Canada và chưa thực hiện các kế hoạch mới tiếp theo. Bạn bè của Meghan Markle mới đây tiết lộ rằng hoàng tử Harry rất lo cho sức khỏe của bà nội và cha, khuyên họ nên có những biện pháp phòng dịch trước khi tình hình diễn biến vô cùng phức tạp. Nhà Sussex cũng đang tự cách ly tại biệt thự của họ ở Canada. Theo một nguồn tin thân thiết với nhà Sussex, vợ chồng hoàng tử Harry, Meghan đang lên kế hoạch ra mắt tổ chức phi lợi nhuận mới của họ vào tháng tới. Tuy nhiên, cặp đôi này cũng lo ngại rằng kế hoạch này sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều bởi đại dịch trị vi Anh Trung. Được biết, các chuyên gia tư vấn đến từ Đại học Stanford đã giúp cặp đôi Sussex vạch ra kế hoạch cho tổ chức mới của họ ở Canada. Theo Daily Telegraph, ý định của Harry và Meghan tạo ra một tổ chức phi lợi nhuận thực hiện các chiến dịch và hoạt động từ thiện toàn cầu. We'll see. Xin chân thành cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã theo dõi. Xin được hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Kính thưa quý vị và các bạn, nếu quý vị muốn làm từ thiện cho chúng em, chắc quý vị đã biết cách ạ. Vui lòng like, share và subscribe để ủng hộ chúng em nhé. Xin đa tạ quý vị.